Dạ vâng, xin chào quý khách hàng anh chị em bà con mình nha. Em ô tô Nguyễn Thịnh Bến Tre rồi đó, chào Hân Hương đến quý khách hàng anh chị. À, trước mặt anh chị em bạn bè của mình nè, thì em đây là em xịt bắt của mình mới lấy về của anh khách. Thì em xe này đẹp tuyệt vời luôn, form dáng cũng tương đối là ổn định. Để em đi vòng quanh anh chị em mình nhìn và đánh giá cảm nhận nha. Đó. Đăng kiểm thì còn tới nửa năm, tháng 5 2022 mới tân luôn. Mâm lớp vỏ là mâm đúc nha anh chị nha, mâm đúc 4 vỏ mới nè, vỏ ở đây cũng mới luôn. Đó. Để em quay về cái phần cầm cho anh chị nhìn nha. Dầm ở dưới nè anh chị thấy không? Đẹp chưa? Đó. Ổn định chưa? Gầm phụ Guti hất lái ok hết nha anh chị, rất là đẹp. Đó. Thì em xe này mình bán với giá tiền cực kỳ hấp dẫn luôn, 89 triệu. Đó, 89 triệu. Chiếc này gốc luôn, ngày trước mình bán thì chiếc này mình bán thấp hơn giá này. Bán này cũng lâu rồi, thì anh khách về anh dọn lại, anh lên đồ rất là nhiều luôn. Và ngày trước mình bán thì xe nó cũng có bị một số lỗi lật giặt, thì sau này về anh làm lại rồi. Thì cho nên giờ giá mình mua lại nó cao hơn cái giá lúc cũ nha. Tại vì trước mình bán thì nó xấu lắm. Anh về anh làm gòn quá trời luôn nè. Kính bấm, máy lạnh là lạnh teo luôn. Đó. Có màn hình củ số hẳn băng rõ ràng luôn nè. Đó, túp lô túp ly cũng tương đối là đẹp nha anh chị nha. Máy móc em này thì mình bán có 89 triệu thôi. Mình có sẵn dàn bọc ghế nè, và nguyên cái dàn ghế sau nữa nè. Đó. Máy móc rất là êm, có khóa lóc cửa luôn. Chủ nhân về vô đồ chơi quá trời luôn. Vô màn hình, vô lóc cửa. Máy là siêu êm nha anh chị. Để em nổ máy nha. Mới thay cái bơm xăng với lượt xăng luôn anh chị. Đó. Máy này máy êm chưa? Hơi dơ thôi, bình bọng nè. Chủ nhân chỉ dán cái gòn quá trời luôn nè. Máy này thì mình bán cho anh em, mình bao cái đi bao anh em đi xa luôn nha. Không có gì nó ngại hết. Cắt nước nè. Để xem có đổ hơi không. Trời ơi, quá ok. Không một miếng khói, một miếng hơi luôn nha anh chị. Không có thấy một miếng hiện tượng khói hơi nào luôn ha. Máy em vô à, để em hụt lên thử nè. Đó. Em ru không? Để coi nhớ kìa, nhớ còn mới dữ không? Nhớ cũng còn tương đối mới nè. Chung thì em này mình đi xa nó cũng tốt anh chị. Tầm tiền là lên hoanh, mình bán nó 8 mấy triệu. Mình sẽ quay cái gầm cho anh chị em mình nhìn nha. Gầm rất là sạch. Gầm này chưa thấy dấu hiệu mục mọt nha anh chị nha. Nó cũ thì nó cũ thôi chứ không thấy mục mọt nha anh chị ha. Để mình quay đây, mình quay tiếp cái gầm bên này. Quay là phải quay hai bên luôn cho anh chị nhìn cho nó dễ nha. Đó, được chưa? Như vậy là tương đối ổn định rồi đúng không anh chị? Chính bấm nè. À, chính đây. Chính đây chứ. Đó. Còn ok hết nha chị. Cửa sau ra. Kính sau hình như chỗ này bấm được nè. Kính sau, hai kính sau hình như là bấm không được anh chị. Có gì anh chị mình mà mua thì mình sẽ hỗ trợ mình làm lại giùm cho ha. Còn không về tự anh chị làm. Máy này thì lặt vặt không có nhiêu tiền hết á. Đơn giản lắm. Được cái đăng kiểm lâu. Ok, ngon lành. Cặp đèn trước mới toanh. Biển số miền Tây vẫn đây. Không ở đâu xa ha. Giá đâu đó lanh hoanh 89 triệu là anh em sẽ hù và em sẽ bắt rồi. Và anh chị em nào yêu thì cứ nhắc máy alo cho Nguyễn Thịnh mình nha. À, kính chúc anh chị em bà con mình thật nhiều sức khỏe, làm ăn phát tài phát